anh em nhá. Mình đang chém cánh chạn nhỉ, cánh tủ bếp, tủ chạn đấy, tủ quần áo đây. Thì mình muốn dẫn hướng dẫn mọi người, anh em nào chưa biết cắt cánh chạn đấy thì xem clip này tham khảo nhé. Mình với anh em, nhiều anh em vẫn chưa biết cắt cánh chạn đó. Chúng ta có hai chiều đúng không, hai chiều chúng ta cứ cánh này chúng ta hai chiều. Khi mà chúng ta cắt một chiều sống lưng này thì nó đơn giản, chúng ta chỉ cần áp vào máy thôi. Còn chiều này chúng ta phải đảo đầu nhé. Đảo đầu thì anh em phải lấy một cây 12-25 anh em trên rồi nhé. Mình sẽ quay cho anh em xem sao đây nhé. Đây, cái cánh chạn đấy nhé. Thì một chiều chiều sống lưng này thì rất dễ cắt. Anh em cần áp cái mặt bụng này này. Mặt bụng là vào máy nhé. Thì mặt bụng nó phẳng. Anh em áp vào máy em đây. Anh em cắt bình thường thôi. Đó, anh em cắt 45 độ bình thường đúng không? Đó. Còn chúng ta cắt mặt này thì chúng ta phải đảo đầu nhé. Đảo ngược lại đúng không? Đó, đảo ngược lại thì nó phải vinh này. Bởi vì nó có cái hèm nhé. Hèm này, này nó áp vào tường này nó bị vinh đấy đúng không? Thì anh em bắt buộc anh phải lấy một cây vuông. Ví dụ như là cây 12-25. Còn cây 25-25 vuông cũng được. Đó. Anh em đặt vào đây. Đó, đặt cái khe này. Đó. Để nó tạo thành một mặt phẳng nhé. Anh em cắt. Đó. Anh em cắt bình thường. Đó. Đó. Mặt này thì chúng ta phải ngửa cái bụng lên. Đó. Một mặt thì chúng ta úp mặt xuống. Thì trong cắt hai chiều đúng không, thì anh em lấy cái cây này anh em úp vào đây. Đấy, úp vào cánh này là chúng ta úp vào mà cái báng máy này thì nó sẽ vuông nhé. Đó. Thì chúng ta sẽ cắt được. Đó. Nhưng mà anh em không úp vào anh em sẽ bị bập bênh nhé, bập bênh mà cắt không chuẩn. Đó. Thì cắt cánh đối với cánh chạn nhỏ, cánh chạn to đều vậy, cánh to mấy cánh nhỏ đều vậy, cánh tủ nhỏ cánh đều to đều vậy. Đây là cánh tủ to nhé. Đó, anh em cứ úp và anh em cắt bình thường thôi. Đó. Anh em cắt bình thường. Đây cây ngang này, này cây dài này. Đó, khi chúng ta nhét cây nhựa thì nó sẽ khít. Khi nhét cây nhựa thì nó khít nhé. Nhét nhựa chúng ta bắn lại thì nó khít. Đó. Cả mặt trong. Đây mặt trong đây. Đó. Mặt trong. Đó. Thì anh em chưa cắt cánh chạn bao giờ thì qua clip này tham khảo video của mình nhé. Đó, mình chỉ làm clip ngắn vậy thôi. Chúc anh em sức khỏe nha. Nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ Nhôm Kính Online nha.